Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Ai bói bài tarot sao mọi người? Trời đất ơi, cái góc quay này đẹp ghê mọi người. Cái nội thất đồ tarot nó đẹp quá ha. Và nhìn lung linh luôn các bạn. Nhưng mà không, hôm nay mình sẽ cho mọi người xem cái này nó đặc biệt hơn nè các bạn ơi. Đây. Oh my god, một cái lâu đài băng siêu phẩm nha mọi người. Ui đỉnh đó mọi người. Chủ nhà là The Dragon Ruby ha, với trị giá là hơn 2 triệu tiền sao cái nhà này mọi người, với gần 2.000 kim cương ha. Ui là trời ui đáo mọi người, một siêu phẩm mới được ra mắt mọi người à. Trời ơi, mới đi coi xong luôn á, mình vô mình review cho mọi người xem. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vô cái cổng băng cho mọi người. Đây, ở đây chỗ đây có một cổng băng hay là cái cổng băng ở chỗ này. Đấy, cổng băng thì nó có cái đồ xây trên rất là đẹp luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên phía trên ha, đi dạo qua những cái phòng hành lang để cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Đây là chỗ đây là có bậc thang để đi lên phía trên nữa các bạn, nhưng mà mình sẽ đi ở dưới trước đã. Mình đi vòng vòng ở dưới trước, mình tham quan trước đây nha mọi người. Đây, ở chỗ đây hơi bị hành lang hơi bị dài luôn ha. Quay nhìn nó có vẻ là nó lộng lẫy đó mọi người. Quay cái chỗ này mà trên 50 thì cũng ok đấy các bạn. Quay kiểu như chỗ nhiều ngóc ngách á, trên tầng là dưới tầng là tùm lum hết. Ôi các bạn có thấy cái filter này nó đỉnh lắm mọi người. Trời ơi, từ cái cây lễ hội băng đó các bạn. Đấy thì mình chỉ góc quay qua thì nó ra cái màu này nè. Xịn không? Thì bây giờ mình sẽ đi lên phía trên tầng trên để cho mọi người tham quan ở trên nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên kiểu như trang trí kiểu này là không có chi tiết ở phía bên trong được các bạn. Tại vì nó hơi bị nhiều nội thất á, chủ nhà thì đã full 1.000 nội thất trên 1.000 nội thất rồi, cho nên là không có đề coi chi tiết trong lâu đài được. Đó, kiểu làm hành lang này cho mọi người có thể nhìn xuống. Đây nè mọi người ơi, thì bên này có chỗ cầu thang cho mọi người đi lên luôn này. Đấy, đi lên tầng trên luôn cả mọi người à. Hồi nãy thì mình không có phát hiện ra đấy, thì dưới đây thì có một cái chỗ tắm cho bé hay gì nè. Đấy thì mình sẽ đi lên phía trên này cho mọi người xem nha. Wow. Người bây giờ mình sẽ vô mình trong mình xem thế ha. Ở ngoài là có một cái rèm của tarot nè. Rồi cái màu của cái băng này với cái đồ nội thất tarot này mình có hợp sao đó mọi người ha. Thì ở phía bên trong là có những cái đồ tắm bed nè, rồi chỗ ngủ cho bed nè mọi người. Ôi trên đây còn có cây dừa nữa nè các bạn, cây dừa có võng luôn. Ôi kiểu như cho bed tắm xong mình lên đây mình có thể nằm ngủ được luôn ấy. Ôi xịn đó mọi người, đã ha. Trời ơi đã quá ta. Rồi ở trung tâm lâu đài mọi người thì chủ nhà có để cho mình một cái đồng hồ cát nè, với lại cái đèn tarot ha. Ui cũng rất là đẹp hơn mọi người. Và điểm nhấn ở căn nhà này là có hai con rồng ở chỗ lâu đài mọi người, tại vì chủ nhà tuổi con rồng quá cho nên là sưu tầm cho mình trong căn nhà này hình như là 4 con rồng thì phải. Cái góc quay này mà ngồi chụp hình thì ảo ma luôn nha. À hồi nãy mình quên review ở dưới tầng trệt mọi người. Tầng trệt thì chỗ này có một cái chỗ, ui chỗ này mà trốn tìm y bài luôn nè các bạn. Trời vô đi mà chỗ ai mà tìm thấy đúng không. Ở dưới cầu thang này các bạn, hãy trốn trong đây là mọi người hết tìm thấy luôn ấy. Ở ngoài kia đâu coi, ở ngoài kia có gì không ta. Đây ở chỗ này thì mọi người, à bên đây có một cái chỗ tình yêu nữa nè. À, thì ở bên ngoài hình như chủ nhà không có decor bắt cua mọi người, chủ nhà chỉ tập trung vô decor cái lâu đài này thôi. Ui cái lâu đài này coi vậy thôi chứ rất là tốn slot để xây nhà luôn mọi người. 1.000 slot trên 1.000 slot rồi mà. Đây ở đây cho mọi người xem cái chỗ mà tình yêu cho mọi người. Đây thằng tình yêu đây. Bên đây thì có hai cái hồ cá cho mọi người có thể vô đây câu luôn. Còn bạn nào muốn chụp hình thì có thể ngồi đây chụp hình luôn nha mọi người. Nhà này rất là đầy đủ chỗ mà cho các bạn chụp hình luôn á. Chỗ nào cũng đẹp hết trơn mọi người. Rồi cho mọi người xem lại tổng quan của cái lâu đài này ha, để mình zoom xa ra cho mọi người. Đó. Oh my god, các bạn có thấy đẹp không? Rồi xây chủ nhà là xây hơn 20 tiếng nha mọi người. Xây hơn 20 tiếng mới ra cái căn nhà này với hơn 2 triệu tiền sao. Wow, rất là kỳ công luôn mọi người. Bạn nào đã tham quan được nhà này rồi hay là có dự định tham quan nhà này thì coi anh The Dragon Ruby mở tiệc thì mọi người nhảy vào xem liền ha. Rồi nếu các bạn thấy thích ngôi nhà này hãy gõ tên The Dragon Ruby và cho anh này một tim nha mọi người. Và đừng quên kéo xuống giúp mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Bye bye.